Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi. Và xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi. Và ngày hôm nay thì sau ngày hôm trước hãy đấu giá vật phẩm của trận đánh công thành chiến, thì chúng ta khả năng đấu được một set đồng bang Hồng Mỹ random 7 ngày. Random nha anh em ơi, Hồng Mỹ nha, hàng sử dụng 7 ngày. Và với một cái rương vũ khí không kiểu một phái tự chọn hàng sử dụng 7 ngày. Bữa đánh là chậm 16 anh em. Rồi, thì khả đấu hai món này là tương đương khoảng tầm gần 1 triệu anh em ơi, khoảng 700.000. Thì bây giờ mở thì chúng ta sẽ sử dụng và sẽ chi phí là 100.000 trên một ngày nha anh em. Rồi, thì nói chung thì đây là trước mắt thì Khải sẽ sau sơ qua sẽ đồ cho anh em xem. Nói chung là đây là tiềm năng kỹ năng của Khải nè em ơi. Đó, đây là kỹ năng tiềm năng và sẽ đồ Khải anh em ạ. Phòng thủ lý đằng 15+2 và mắt kháng hỏa, mắt kháng độc và kháng băng, kháng hàn, kháng lôi. Hiện tại đang không có phi phong nên là lượng kháng hơi yếu nè em ơi. Không có phi phong, không mặt nạ nữa. Chứ có thì mắt 15 hết luôn á. Hai cái đó thì thêm được kháng tất cả 10 nữa. Mọi cái kháng tất cả 10 và đây anh em cùng xem sơ qua sẽ đồ thôi. Hiện tại bây giờ thì Khải đang có 4 món hồng kim một phái nha. Và một set đồng bang và hai món tím. Anh em cùng nhìn sơ qua và đây, hiện tại Khải đang sở hữu một cái nón điều phách thủ lý 29 làm chậm 38 lọn hồng kích 9x3 cấp sinh lực và một bao tay điều phách phần thủ lý 29 làm chậm 43 chọn 44 sinh lực 26, một đai lưng thiên quang thủ lý 29 làm chậm 43 sinh lực lực và tấn công chiến mạng 4 cấp mạng thiên hai vũ thiên một thôi, một cái áo xăm hoa sinh lực 378 và phục hồi 49 2 cấp phần thủ lý 21, thì áo này khá đẹp dành cho đồng môn đọc móc 47 nha mọi người. Rồi, một cái đôi giày tóc 40, 40 chón, kháng hỏa làm sinh lực, lực sinh khí 19. Một cái nở tương đối cũng khá đẹp. 30, 47, sát thương 100%, kháng độc 20, 2. Kháng độc 22, sinh lực 188. Độc Phạm ơi, hiện tại Khải đang cố gắng làm cái kênh top top á. Anh em cố gắng xem like ủng hộ Khải kênh top top đó mọi. Thiệt sự là Khải mong anh em ghé vào kênh top top, link Khải có ghi bên trên. Ủng hộ cho Khải một follow để theo dõi những buổi livestream trực tiếp nữa mọi. Tại vì hiện tại bây giờ cái bet của Khải đã bị khó rồi anh em ơi. Bet Khải đã bị khó không có like được nữa nha anh em. Còn kênh YouTuber thì vẫn like bình thường, hơn 100 anh em trên kênh YouTuber. Đừng quên đón lại khám lại chia sẻ hộ cho nó mọi. Ok. Và sau khi chúng ta đã xong sơ set đồ thì hiện tại anh đường môn này với một set đồng bang match option nha mọi. 19 khá tất cả nha em, còn lại là 30 30 match nha em. Đó, để quên sau đem cái này. Đó, một set đồng bang match nha mọi người. Rồi tổng set đồ của cả thì tương đương khoảng hơn 15 triệu nha mọi. Tổng set đồ này tương đương hơn 15 triệu nha em. Còn ạc này nọ nữa thì trong ạc này trên dưới 15 cho đến 20 triệu nha em ơi. Tặng kính thêm cái xác là khoảng hơn 20 triệu nha em. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ mở nè mày. Hello anh em mới vô nha. Đúng rồi, đâu có YouTuber không sao, còn fanpage thì khó một năm rồi, còn top top thì lâu lâu nó khó 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày nó khó tùy theo anh em, mà nói chung là cũng khổ này mà. Nên là anh em cứ follow Khải kênh YouTuber là đầu tiên này, kênh thứ hai là kênh top top, còn kênh thứ ba là phở bò thì trang cá nhân Khải thì không sao rồi, trang cá nhân là bình thường, còn phở bò thì ban rồi nè mày. Ok, bây giờ trước khi mở Khải sẽ mở một set đồng bang trước nè mày. Trước khi mở Khải sẽ cánh quá tửu này, may mắn nè. Tên mình tìm được 30 điểm may mắn 60 phút này, cánh nè. Rồi một bình thiên sơn may mắn 10 điểm nè. Đó, để tránh tình trạng này nọ thì anh em cũng biết thì mở cái này mình chủ yếu là vẫn là hình xui thôi nè mày. Vẫn là hình xui thôi nha mọi người, chứ không có biết gì cả, hình xui nha nè. Ok, giờ Khải sẽ ngồi xuống và cùng đảm đảo anh em và chúng ta cùng mở set đồng bang đầu tiên nha. Hui, đầu tiên chúng ta sẽ mở set đồng bang Hồng Mỹ nè mày. 1 2 3, một set đồng bang Hồng Mỹ, không biết giá tiền bao nhiêu nha anh em, không biết đồ bao nhiêu, chúng ta cùng xem kết quả thế nào. Ui, kháng tất cả 17, trời ơi thảm vậy. Ô, bù lại ngập bội kháng cảnh em anh em à, ngon lành anh em ơi. 27 27, ui đồ full sức 7 luôn trời, nãy đạn thì chứ. Nói chung là được cái ngập bội bù lại ok anh em ơi, ngập bội khá đẹp, sinh lực mấy cái này ok, sinh trực là một kháng cảnh 17, kháng lôi 6. Nói chung gia chiến là tương đối tầm trung nè mà, được cái ngập bội bù lại kháng cảnh 5 mát nha nè. Rồi một cái nhẫn kháng băng 27 tầm trung, bộ này là bộ trung luôn nè mà, sinh lực lên được 145 và cái này cũng kháng hỏa 27 đẹp dữ ta, xong ra 777 thích cười rồi ta anh em ơi. Rồi đó, thì nói chung bộ đó thì stay vào bộ này thì nhức cái nắp rồi anh em ạ. Đó, thay vào bộ này thì gọi thì lại kháng nè, kháng cho em xem nè, thay vào là máu là ba, máu hiện tại 3.900 thì chúng ta thay cái bộ Hồng Mỹ này vào nha. 1 đó, máu luôn được 4k1, ui xời 4k2 luôn kìa. Đó, ok chưa. Rồi lượng kháng tương đối nè mà, lên được kháng cảnh 5 chỗ này nha. Rồi đó,
Đó. Còn cái bộ ăn ban này Khải sẽ đưa qua con em đọc nha em ơi. Bộ ăn ban này Khải sẽ set up quay con em đọc cho anh em xem nha. Em đọc thì Khải cũng ba món hồng kim phái rồi. Bây giờ bộ này đưa qua cho nó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cây vũ khí nè mọi người, mong sao sẽ ra tam nhãn 3 cấp cho anh em ơi. Mong sao sẽ ra tam nhãn 3 cấp cho mọi người. Anh em cùng theo dõi video này và đừng quên để lại Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ba chìm bảy nổi rồi, bây giờ là tam nhãn 3 cấp. Ok. Đường môn nè. Đường môn nỏ nè mọi người, bây giờ Khải sẽ mở cái nỏ cho mọi người. Xem bên này thiếu 5 đao set tư không khổ bao nhiêu và hiện tại bây giờ thì không đủ set đâu Khải lỗ ơi. Đồ đạc hiện tại nói nôm na mở này, mở cái nỏ này. Hiện tại nói nôm na á, cho hai lỗ hiểu thì một cây đao tứ không mắt option thì trị giá server từ 25 cho đến 30 triệu nha. Một cây đao option mắt option từ đầu đến cuối thì hạn không hạn sử dụng vĩnh viễn từ 25 triệu cho đến 30 triệu. Đó. Hello trai họ Lê đã follow, cảm ơn người em nha. Rồi, khui nó đây. Đâu hai cấp anh em ơi. À, thiếu một điểm anh em ơi, ba cấp là đẹp rồi. Ok anh em ơi. Nói chung là cái nỏ này nói chung là mang cho nó tăng thêm ít lượng tay, thực sự là không đạt cái chỉ tiêu của mình đưa ra là 3 cấp tam nhãn thôi, khá là buồn đó mà. Nói chung là cũng được hơn cái nọ tiếu nè mà. Cây nè em ơi. Nói chung là tóc không quan trọng, ở đây là mình chỉ quan trọng cái tam nhãn thôi nè mà. Nói chung như thế này thì mình chỉ thiếu một tóc độ, một phi phong kỹ năng. Mình thiếu một cấp tam nhãn nữa mình sẽ đặt tóc nè em ơi. Cho anh em xem sơ qua nè, vì sao lại cần đặt tóc tam nhãn. Còn những cái còn lại khá không cần nè em ơi. Bây giờ cho anh em xem nè. Hiện tại bây giờ với cái nọ tím á là Khải đang có là 140 tóc đúng không? Nọ tím thì 140 tóc, nó không đạt được 158 anh em ạ. Nó không đạt được 158, nói chung là nọ tím thì không bao giờ đạt được 158. Bây giờ thì mang phi phong thì đạt như nào. Đó, hiện tại đang thiếu một kỹ năng, Khải nhìn vô, nói chung là Khải chơi đường môn khá lâu rồi, Khải nhìn vô Khải biết thiếu một kỹ năng này. Thì bị tam nhãn Khải mà còn 3 cấp mới đạt được như nào. Rồi, lý do vậy sao như thế nào đạt cho anh em xem nha. Hiện tại bây giờ thì với cái cấp này là 140 và trong phái thì nó là 110 nha năm. Đó. Hiện tại trong phái là 110 thì tốc độ đánh trong khi mang cái nỏ 30 thì 140. Đúng chưa? 110 cộng 30 là 140. Rồi Khải sẽ mang hai cái nhãn hiệu cốt để mang cái nỏ vô. Và nó sẽ tăng cái tam nhãn lên. Là trong phái đó nè, tam nhãn là trong phái đó mọi người. Rồi. Sau khi tăng tam nhãn xong nè thì hiện tại tốc Khải là 150 155. Vì sao? 155 ở đây là sau khi thêm được hai cấp tam nhãn là lên 34 nữa nè. Thì tốc độ đánh lên là 116 thì nó nhảy thêm được 6 tóc nữa. Thì hiện tại Khải đang có là 155 tóc nữa mà. Vì cái nỏ này là nỏ 39 rồi nha nè. Nên nó nhảy là khá là nhiều tóc ấy, là được 9 tóc với cái này được 6 tóc, nó nhảy được 15 tóc. Nhảy được 15 tóc là 155. Nói chung là cái nỏ này cho lên 40 mắt đi cũng không đạt mốc anh em ơi. Nếu mà 40 50 hai cấp thì cũng không đạt. Nếu mà lên 40 á, cái này 39 tóc đúng không? Lên 40 thì 1% nữa. Thì chỗ này chỉ mới là 156 thôi, vẫn không đạt được 158 nha nè. Vẫn không đạt được 158 nha. Tại vì sao Khải mới nói là cần cái tam nhãn 3 cấp? Là anh em cũng nhìn sơ qua nè, đây. Tam nhãn đó nè mà. Anh em có nhìn thấy cái dòng đỏ bên dưới không? Là đẳng cấp tam nhãn tiếp theo đó nè. Đẳng cấp tiếp theo màu đỏ bên dưới nè anh em thấy không? Là thời gian đọc sát mấy cái nơi đó mình không bỏ qua bên đây. Khải qua đang quan trọng là cái tốc độ đánh ngoại công đó mà. Anh em thấy ở dòng bên trên là dòng trắng á, là với 34 skill á thì nó có 116 tốc độ, nhưng mà nó nhảy đến cái cấp tiếp theo á, đẳng cấp tiếp theo là nó nhảy lên 149 tốc thì nó lên được 33 tóc nữa nè mà. Đó. Nên là cái móc 35 rất là quan trọng nè mà. Nói chung là nó lên móc 35 thì nó nhảy tóc khá đẹp nè mà. Rất tiếc là mở được hai tóc nè mà. Quá nhỏ nè mà. Nói chung là hai tóc khá nhỏ nè mà. Lần này phải kiếm một phi phong nữa mới đọc được nè mà. Phải kiếm được một phi phong kỹ năng nữa nè. Đó, nói chung là mà tốc độ đánh tiếp theo là 149 nè em. Ở trên là 116, dưới là 149 thì thiếu một tóc nè mà. Thiếu một tóc là sau khi tam nhãn là chống phá lên 35 thì nó sẽ đặt móc nè mà. Giờ đơn giản chúng ta cộng thêm đi. Hiện tại là 100 lên một móc nữa là 149 thôi. 149 mà chúng ta hiện tại trừ ra cho 116 thì chúng ta sẽ dư ra là 33 tóc nữa. Đó, dư ra 33 tóc nữa. Nếu mà lên 35 á thì chúng ta sẽ dư ra 33 tóc nữa. Thì anh em cứ cộng đi. 155 cộng với 33 thì anh em cứ nghĩ thì 155 là cộng với 33 tóc. Đó. Thì nó sẽ lên 188 tóc. Nếu mà nó lên 188 tóc thì nó sẽ đạt mốc 158 nha anh em ơi. Đạt mốc 158 thì nó sẽ đạt mốc ở tấm kim luôn nha anh em. Nó sẽ đạt mốc ở tấm kim là 261 luôn nha. Đó. Sau khi chúng ta có 100 này cộng với 33 thừa của cấp trong phái 35 này bằng là 188 này thì nó sẽ đạt tóc ngoài là 158 nha anh em. Là mắt của đường môn rồi đó. Ở ngoài là 158 là mắt của đường môn rồi đó. Hiện tại với server này thì là mắt nha anh em. Là mắt ngoài rồi đó. Rồi, ở trong tấm kim á. Trong tấm kim thì chúng ta sẽ cắn phi tóc đại lực.
phi tóc này cộng với chỉ đại lực, hồ anh phi tóc cộng với lệnh bài, cộng thêm 100 nữa, cộng thêm 100 nữa thì chúng ta sẽ có là 288 thì nó sẽ bằng 261 như nào đó. Thì nói chung là cái nỏ này nó hơi thiếu một xíu, nào thiếu một điểm này mà. Rồi nói chung là đúng rồi, đặt móc thì nó sẽ khác nè, hiện tại vẫn chưa đạt nữa mà, nó thiếu một cái năng như nào. Cái nỏ này Khải vừa đấu giá thì trị giá ở cái nỏ này thì khoảng hơn 500.000 nha anh em. Hiện tại Khải đang thiếu một vị phong anh em ơi. Đúng rồi, thiếu một vị phong anh em ơi. Đúng rồi người anh em ơi. Chỉ mang một tấm nhãn 3 cấp mà không ra được 3 cấp anh em ơi. Quá nhỏ. Mới được 2 cấp anh em ơi. Khá đây anh em ơi. Rồi nói chung thì cái này là hên xui cả nữa mà, chứ thiệt sự là ai cũng mong ra ba cả, còn không có thì mình phải tăng trang thêm một phi phong kỹ năng nữa mà, chứ biết sao bây giờ đúng không, quá dữ nữa mà. Chung đây cho anh em xem sơ qua sơ đồ lần nữa nữa mà, hiện tại mua phi phong nhưng mà không ai bán chút trang ơi, hàng sử dụng người đâu mà, chứ bình viễn một cây 25 triệu đến 30 triệu lận tăng ơi, không có tiền mua đâu mà. Một cây bình viễn là đấu giá top 1 ăn hội hoặc top 1 cá nhân á, lên đến trị giá từ 25 cho đến 35 triệu tùy tùy một vũ khí nữa mà. Nói chung là với cái giá đó thì hiện tại mình cũng không thể mua nổi nữa mà. Đó, nói chung là đây anh em ơi. Và bây giờ khả là thành 5 món hồng kim nha anh em ơi. Đường môn 5 hồng kim môn phá nha mọi người. Đầu tiên là một cái nỏ, thiếu đi một tam nhãn. Nhưng mà có thể bù được kỹ năng một cấp từ phi phong anh em ơi. Nhưng mà phi phong này mua thì mới có, hiện tại giờ chưa có anh em ơi. Phi phong thì cũng rẻ thôi. 3 ngày thì khoảng tầm 200.000 phi phong một cấp thì khoảng 200.000. Rồi cái nỏ thì cũng khá ok rồi, nhưng mà cái kia này chán quá, tam nhãn rất chán quá này mà. Rồi một cái bao tay điệp phách, một phi phong điệp phách, quên, một bao tay điệp phách, một đai lưng thiên quang và một áo xăm hòn đặt móc 47 này mà, đặt móc 47 dành cho đường môn vậy nè. Xem bên này có bao tay không ạ? Bao tay thì cũng phải đấu top 1 thì mới có được. Vừa rồi thì cao thủ Bạo Lan Sa cũng đấu được bao tay với trị giá hơn 25 củ nữa mà. Bao tay Thiên Quang 3 cấp max option thì 25 triệu nè mọi người. Bao tay Thiên Quang thì 25 triệu nha nè. Đây nè mọi người, sau khi xong thì xích đồ khoản đã thành xong nha nè. Rồi cái nỏi này thì nó mắc 200 sinh lực nè mọi người. Nhưng mà được lại là nó có cấp tầm nhãn này, bù thêm một phi phong nó đủ nè mọi người. Bao tay 9.700. Rồi anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Khả một like, xem hồi chơi và đừng quên nhấn nút follow nè mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại một trận đấu kêu nha vui nè mọi người. Chuyển qua đồ nem độc ha, hiện tại nem độc thì đây nè mà, đỡ Khả chuyển qua làm con nem độc cho anh em xem luôn. Con nem độc thì Khả cũng xong đồ rồi, Khả chuyển xếp đồ này qua thì xong nem độc thôi nè. Khả đi mở khó nè. Rồi anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Khả một like, xem hồi chơi nè mọi người. Và video ngắn này Khả sẽ up trên kênh YouTuber. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại trên kênh YouTuber nha anh em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Và đừng quên xem live trực tiếp của Khả vào lúc 11 giờ 15 phút buổi trưa cũng như là 19 giờ 50 phút vào buổi tối nha anh em ơi. Khả live hai buổi trên một ngày nha anh em.